Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Như các em đã biết, oxy có rất là nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Oxy cần thiết cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. Vậy, để điều chế khí oxy, ta phải làm như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết về vấn đề đó. Chúng ta sang bài 27, điều chế khí oxy, phản ứng phân hủy. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm. Nguyên liệu để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm là những hợp chất giàu oxy và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như kali permanganat hay còn gọi là thuốc tím. Công thức hóa học là KMnO4 hoặc kali clorat, công thức hóa học là KClO3. Sau đây, các em sẽ quan sát thí nghiệm điều chế khí oxy bằng cách đun nóng kali permanganat KMnO4. Điều chế oxy từ kali permanganat, hơ nóng đều ống nghiệm rồi đun tập trung vào chỗ có chứa kali permanganat. Dùng tàn đóm còn nóng đỏ đưa lại gần miệng ống nghiệm. Thấy bùng cháy, chứng tỏ phản ứng đã sinh ra khí oxy. Từ thí nghiệm, các em quan sát được khi đun nóng kali permanganat rồi đưa que đóm cháy dở còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm. Ta thấy chất khí sinh ra trong ống nghiệm làm que đóm bùng cháy thành ngọn lửa, chính là khí oxy. Ngoài ra, khi đun nóng kali permanganat, ngoài sản phẩm là khí oxy, còn tạo thành hai sản phẩm khác là kali manganat, công thức hóa học là K2MnO4, và mangan 4 oxit, công thức hóa học là MnO2. Tiếp theo, các em hãy quan sát thí nghiệm điều chế khí oxy bằng cách đun nóng kali clorat KClO3. Ống nghiệm khô chứa hỗn hợp kali clorat và mangan dioxide, đun nóng hỗn hợp. Sản phẩm của phản ứng là khí oxy. Người ta thu khí oxy bằng phương pháp rời chỗ của nước. Các em thấy rằng khi đun nóng kali clorat KClO3, người ta trộn thêm mangan 4 oxit. Vậy mangan 4 oxit có vai trò như thế nào? Các em hãy quan sát một đoạn clip sau. Vai trò của xúc tác mangan dioxide trong phản ứng phân hủy kali clorat mười nhiệt. Hơ nóng đều rồi đun đáy hai ống nghiệm. Một ống chứa kali clorat màu trắng, một ống chứa hỗn hợp kali clorat và mangan dioxide màu đen. Đưa đồng thời hai tàn đóm lại gần hai miệng ống nghiệm, thấy bên ống nghiệm có chứa hỗn hợp bùng cháy. Sau một thời gian, ống nghiệm có chứa kali clorat mới giải phóng khí oxy, chứng tỏ khi cho thêm mangan dioxide, kali clorat dễ bị phân hủy hơn. Qua đoạn video clip, các em thấy rằng nếu trộn thêm bột mangan 4 oxit MnO2 với KClO3 thì phản ứng sẽ xảy ra nhanh hơn. Và MnO2 người ta gọi đây chính là chất xúc tác. Vậy, khi đun nóng kali clorat KClO3, ngoài sản phẩm là khí oxy, còn tạo ra một sản phẩm khác là kali clorua, công thức hóa học là KCl. Và cô chú ý các em là khi chúng ta viết phương trình hóa học
nhiệt phân kali permanganat hoặc nhiệt phân kali clorat, các em cần phải chú ý đến điều kiện xảy ra phản ứng. Sau khi điều chế được khí oxy, để thu khí oxy ta phải làm như thế nào? Các em hãy quan sát hai đoạn video clip sau. Nước hơ nóng đều ống nghiệm. Rồi đun tập trung vào chỗ có chứa kali permanganat. Sau khi oxy đẩy không khí ra khỏi hệ thống, đưa miệng ống nghiệm đã chứa đầy nước vào đầu ống thoát khí, oxy đẩy và chiếm chỗ của nước trong ống nghiệm. Khi ngừng thu khí, phải tháo ống dẫn trước khi tắt đèn cồn. Thu khí oxy bằng cách rời chỗ không khí, hơ nóng đều ống nghiệm. Rồi đun tập trung tại chỗ có chứa kali permanganat. Oxy được giải phóng đi qua ống dẫn khí. Đầu ra của ống dẫn khí nằm gần sát đáy lọ. Dùng tàn đóm còn nóng đỏ thử để biết khi nào lọ thu đầy khí oxy. Từ đoạn video clip, các em thấy rằng có hai cách thu khí oxy. Thu khí oxy bằng cách đẩy nước và thu khí oxy bằng cách đẩy không khí. Vì sao ta có thể thu khí oxy vào bình bằng cách đẩy nước? Các em hãy nhớ lại tính chất vật lý của khí oxy. Khí oxy đây là chất khí ít tan trong nước, cho nên ta có thể thu khí oxy vào bình bằng cách đẩy nước. Còn khi thu khí oxy vào bình bằng cách đẩy không khí, các em cần chú ý vị trí đặt bình. Các em biết rằng khí oxy nặng hơn không khí, nên khi thu khí oxy vào bình bằng cách đẩy không khí, chúng ta phải đặt đứng bình. Trong phòng thí nghiệm, người ta chỉ thu được một lượng nhỏ khí oxy, mà các em đã biết, khí oxy có rất là nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Vậy, để muốn có một lượng lớn khí oxy, ta phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 2, sản xuất khí oxy trong công nghiệp. Nguyên liệu để sản xuất khí oxy trong công nghiệp là không khí hoặc nước. Để sản xuất khí oxy từ không khí, người ta hóa lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao, sau đó cho không khí lỏng bay hơi. Trước hết, thu được khí nitơ ở âm 196 độ C. Sau đó là khí oxy ở âm 183 độ C. Còn sản xuất khí oxy từ nước, người ta điện phân nước trong các bình điện phân sẽ thu được hai chất khí riêng biệt là oxy và hiro. Khí oxy dùng trong công nghiệp thường được hóa lỏng và nén dưới áp suất cao trong các bình bằng thép.
Phần này các em sẽ đọc thêm trong sách giáo khoa trang 93. Ở tiết trước, chúng ta đã được tìm hiểu về phản ứng hóa hợp. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới, sản phẩm được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một loại phản ứng khác, đó chính là phản ứng phân hủy. Vậy phản ứng phân hủy là gì? Có gì khác so với phản ứng hóa hợp? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 3. Các em hãy quan sát trên màn hình. Ở đây cô có một số phản ứng hóa học. Các em hãy đếm số chất phản ứng và số chất sản phẩm. Ở phản ứng số 1, số chất phản ứng là 1. Số chất sản phẩm là 3. Phản ứng thứ 2, số chất phản ứng là 1. Số sản phẩm là 2. Phản ứng thứ 3, số chất phản ứng là 1. Số chất sản phẩm là 2. Như vậy, các em nhận xét cả 3 phản ứng hóa học trên, số chất phản ứng đều là 1. Và người ta gọi đây chính là phản ứng phân hủy. Vậy, theo em, phản ứng phân hủy là gì? Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Phần này các em sẽ học sách giáo khoa trang 93. Và các em cần phải phân biệt rõ phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Còn phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó từ một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Cho nên các em cần phải lưu ý phân biệt thật rõ cả hai phản ứng trên. Trong bài ngày hôm nay, các em đã được tìm hiểu về điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm, sản xuất khí oxy trong công nghiệp, cũng như tìm hiểu về phản ứng phân hủy. Để củng cố cho bài học ngày hôm nay, các em sẽ làm một số bài tập sau đây. Bài tập 1, trang 94, sách giáo khoa. Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm? A. Fe3O4. B. KClO3. C. KMnO4. D. CaCO3. E. Không khí. G. H2O. Như các em đã được học, để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm, nguyên liệu sử dụng là những hợp chất giàu oxy và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao, như kali permanganate hay còn gọi là thuốc tím, công thức hóa học là KMnO4, hoặc kali clorat, công thức hóa học là KClO3. Vậy, đáp án ở bài tập 1 đó chính là câu B và câu C. Bài tập 2. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy. Từ kiến thức đã học, các em biết rằng phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học. Trong đó, chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. Còn phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó từ một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Như vậy, dựa vào định nghĩa phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy, ta có thể xác định được rằng phản ứng hóa hợp là phản ứng C, vì chỉ có một chất mới được tạo thành. Phản ứng phân hủy là phản ứng A, B và D, vì chỉ có một chất tham gia phản ứng. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Về nhà, các em hãy học bài,
làm bài tập trang 94 sách giáo khoa. Đọc bài Không khí, sự cháy. Các em hãy tìm hiểu thành phần của không khí, sự cháy và sự oxy hóa chậm. Cô chúc các em luôn vui khỏe và học tốt. Cô chào tất cả các em.